Ok, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh YouTube của Huyền Audio trong video ngày hôm nay. Và tiếp tục tất cả video thì ngày hôm nay cửa hàng bên em lại chính thức lên review cho toàn thể các bác với dòng sản phẩm loa Bát 30 côn 76 từ 1-90. Đây là một trong những dòng loa tên tuổi và thương hiệu, và trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng bên em bán cũng rất là nhiều với dòng sản phẩm loa này rồi. Đây là loa mã KES 6120 MK 25 mã. Thì em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm và giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm loa này, và em sẽ báo giá ở cuối video. Dựa vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ của bác này đi qua, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng của em một like nhá. Rồi em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm và giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm loa này. Thì trước mặt các bác đây thì các bác cũng đã nhìn thấy rồi, đây là một trong những dòng sản phẩm loa hàng thương hiệu nhập khẩu của Trung Quốc. Và hiện tại cửa hàng bên em thì có về được 20 đôi, và em bày ra, đúng không ạ, bày ra cho toàn thể các bác với 5 đôi duy nhất, và để giới thiệu cho toàn thể các bác với cái mẫu sản phẩm loa này. Thì các bác cũng đã nhìn thấy rồi, đây là một trong những dòng loa hình thức rất là đẹp và thùng cân. Và phía mặt trước thì các bác cũng nhìn thấy đó là logo kỷ niệm 75 của loa JBL. Và có tem dán ở phía đằng trước, nó mang tên thương hiệu là KES 6120. Và ở phía mặt giữa thì được dán một tem logo bằng nắp nhựa các bác nhá. Thì về phía mặt lưới của dòng loa này thì bên trong thì nó có một lớp màng chắn bụi các bác nhá, một lớp màng chắn bụi. Thì ngay vào đầu video thì các bác cũng đã nhìn thấy rồi, thì bên cửa hàng bên em cũng đã cắm cho toàn thể các bác xem về cái chất lượng âm thanh. Về phía đằng sau của loa này thì nó thiết kế cho toàn thể các bác đó là ở phía hai lỗ thông hơi ở phía đằng sau các bác nhé, hai lỗ thông hơi ở phía đằng sau đấy. Và đây có hai cổng cắm music, cổng trước và cổng sau các bác nhé. Với dòng loa này thì em cũng nói luôn, công suất của con này thì nó đạt tới 450W, 450W một chiếc loa. Và giải tần đáp ứng cho chúng ta thì nó là 47Hz đến 20kHz. Và độ nhạy của con này thì nó là 97,5dB, và chạy ở trở kháng 8 ohm, chạy ở trở kháng 8 ohm các bác nhá. Và em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về nội thất của loa này. Thì ở phía nội thất của dòng loa này thì em cũng đã mở ra cho toàn thể các bác xem rồi, đúng không ạ? Và các bác nhìn đây, trước mặt các bác đây thì với dòng sản phẩm loa côn 76 và từ 1-90 rất là to, các bác nhìn đây. Và tép của con này thì nó là tép 44,4 các bác nhá. Made in USA, là một trong những dòng loa JBL thương hiệu công nghệ của USA và được sản xuất tại Trung Quốc. Thì em sẽ cho toàn thể các bác nhìn về phía bát của loa này. Thì đây các bác nhìn đây, rất là xịn sò luôn, đúng không ạ? Và dòng này thì nó là gân tẩm dầu các bác nhá, gân tẩm dầu, gân rất là to, loa mặt bát gân tẩm dầu. Và côn rất là to các bác nhá. Về phía phân tần của dòng loa này thì cũng phân tần cũng rất là khủng. Và bên trong thì nó có một lớp tiêu âm, đúng không ạ? Và em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm một lần nữa về cái chất âm và tiếng của con này, để cho toàn thể các bác khám phá. Và em làm video thì cũng thật sự các bác là chỉ có một mình em thôi. Đấy, quay bằng trực tiếp điện thoại và em sẽ cắm đây. Em không bé, sẽ không có người thấy. Tiếng bát ra cực kỳ là lực các bác nhá, với tiếng bát ra cực kỳ là lực. Và em cũng báo giá luôn, với dòng sản phẩm này thì bên cửa hàng bên em đang bán cho toàn thể các bác với cái giá cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay, giá chỉ có 5 triệu
500.000 bao ship tại miền Bắc, còn anh em trong miền trong thì sẽ phụ phí ship vào. Bởi vì thật sự các bác là với dòng sản phẩm loa này thì với cái giá đó thì rất phù hợp với giá tiền để cho anh em đầu tư một đôi loa JBL KS6120 này. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể của bác nhá.